Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập cấp tỉnh và cấp huyện, quản lý 971 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó Trung tâm Công tác Xã hội Quản lý chăm sóc 326 người, 13 cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập quản lý 645 đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm nay, các huyện thành đã xem xét trợ cấp xã hội thường xuyên cho 86.860 đối tượng, với kinh phí chi trả là trên 297 tỷ đồng, chi trợ cấp mai tán phí cho 850 trường hợp với kinh phí gần 6 tỷ 800 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho 9 trường hợp với số tiền 204 triệu đồng, thăm và tặng quà Tết Nguyên đáng 2024 cho trên 68.700 đối tượng bảo trợ xã hội, số tiền 49 tỷ 400 triệu đồng, 63.100 người hưởng lương hưu với số tiền trên 75 tỷ 700 triệu đồng.